Bạn đã bao giờ muốn lặn xuống những nơi sâu nhất của đại dương chưa? Chà, hôm nay bạn sẽ có cơ hội đấy. Giờ bạn đang nín thở giỏi đến mức nào rồi? Không tốt lắm sao? Cũng không cần lo lắng. Lên tàu lặn cùng tôi và tham gia vào hành trình xuống đáy sâu nào. Sẵn sàng chưa? Cùng lặn thôi. Ngay bây giờ, ngay bên dưới mặt nước, bạn thấy sự sống đang sinh sôi và phát triển. Vô vàn là cá và các loài động vật. Và này, những tay bơi lội đang vẫy tay chào kia. Nhưng ta sẽ không ở đây lâu. Tạm biệt. Ở độ sâu 20m, có một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra trước mặt bạn. Những rạn san hô nông ở cách bờ biển không xa. Và này, lại có người ở đây. Tuy nhiên, lần này là các thợ lặn. Áp lực nước lớn nơi này gây khó dễ cho thợ lặn nếu họ không có các thiết bị đặc biệt. 40m là độ sâu mà ta tạm biệt cả những thợ lặn biển vì đam mê. Đó là độ sâu tối đa được cho phép đối với họ. Bảo trọng nhé các chàng trai. 60m. Và đây là con cá voi sát thủ đầu tiên. Những con cá voi này sống ở vùng nước tương đối nông của hầu hết các vùng biển và đại dương trên thế giới. Nhân tiện, bạn có biết chúng là những kẻ săn mồi hàng đầu không? Nghĩa là chúng không có kẻ thù tự nhiên và không ai có thể hạ gục chúng. Ở độ sâu 70m ta gặp cá nhám voi. Loài cá lớn nhất được biết đến, nặng tới 60 tấn. Và chúng cũng sống khá lâu nữa. Vâng, chúng có thể sống được khoảng 130 năm. Bây giờ hãy nhìn ra bên ngoài. Nếu bạn nhìn thấy một thợ lặn biển thì đó là dân chuyên nghiệp. Vì ở độ sâu 100m họ sẽ phải rất thận trọng để không bị bệnh giảm áp. Bệnh này xảy ra khi bạn trồi lên mặt nước quá nhanh. Và nếu may mắn, bạn cũng có thể nhìn thấy một con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ. Nó sống ở vùng nước mát bắt đầu từ độ sâu này và xuống tới 2000m. Và giờ ta đang đi vào vùng tối của đại dương. Ở độ sâu 150m, chỉ có 1% ánh sáng từ bề mặt chiếu tới ta. Tất cả phần còn lại bị nước hấp thụ. Càng xuống sâu, mọi thứ sẽ càng tối hơn. Ôi, nhìn kìa, ở độ sâu 200m, có một con cá mái chèo khổng lồ đang lượn quanh chiếc tàu lặn của ta. Những sinh vật này là khởi nguồn cho việc ta nhìn thấy rắn biển và là nguồn cảm hứng cho các bài thơ đấy. Đôi khi chúng bơi lên mặt nước và làm thủy thủ cùng người bơi kinh hãi. Không có gì lạ, loài cá này có thể dài tới 11m, đủ để khiến tôi sợ bắn tim ra ngoài rồi. Được rồi, bây giờ ta đang ở độ sâu 300m và chờ đã. Thứ khổng lồ và dài ngoằng đó là gì? Ồ, hiểu rồi. Đó là một con cua nhện Nhật Bản. Sao lại là nhện? Chà, chỉ cần nhìn vào những đôi chân đó bạn đã tự hiểu rồi. Nhân tiện, chúng hầu như không có gì khác ngoài chân. Cơ thể của một con cua nhện thường chỉ rộng 0,5m thôi. Đi xuống sâu hơn, tại 500m, bạn sẽ nhìn thấy con cá voi xanh cuối cùng. Không, không phải con cuối cùng trong quần thể, mà là độ sâu nhất chúng có thể bơi. Chúng không cần lặn sâu như vậy để tìm thức ăn, vì ở vùng nước nông hơn đã quá dồi dào, nhưng chúng vẫn có thể xuống dưới đó, chắc chỉ để thể hiện độ ngầu của mình thôi. Sau cùng, chúng vẫn là những sinh vật lớn nhất trong lịch sử trái đất, cả dưới biển và trên cạn. Bạn có nghe thấy không? Đây là âm thanh cá voi vây tạo ra để trò chuyện với nhau từ cách xa nhiều km. Chúng làm được điều này nhờ kênh Sofa hay kênh biển sâu, thường bắt đầu ở tầm 600m, nhưng độ sâu cũng rất đa dạng. Đó là một lớp nước với tốc độ của âm thanh ở mức tối thiểu và các sóng âm có thể đi hàng ngàn km trước khi biến mất. Ở độ sâu 830m, nếu ta đặt tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa thì từ trên mặt nước ta sẽ không nhìn thấy đỉnh của nó nữa. Này, hãy thử xem nào. Giờ ta đang bước vào phần thực sự thú vị của đại dương, nơi không có ánh nắng chiếu tới và có những sinh vật kỳ lạ trú ngụ. Một trong số đó là mực khổng lồ. Vâng, loại huyền thoại đấy. Nó sống ở độ sâu 900m. Cứ thử tưởng tượng sinh vật có đôi mắt to bằng đĩa đồ chơi mà xem. Cá nhà táng săn lùng những con thú này, nhưng chúng chắc chắn có thể chống trả. Cảnh đối đầu này hẳn sẽ hùng vĩ biết mấy. Và đó là nơi cuối cùng bóng tối phủ xuống ta. Vùng nửa đêm. Áp lực ở đây lớn đến nỗi, nếu bạn ở đây mà không có tàu lặn, bạn sẽ bị nghiền nát trong vài giây mà chưa kịp nhìn thấy gì. Không có gì triển vọng lắm nhỉ. Dù sao, ở độ sâu 1100m, ta có West Mata, một trong những núi lửa đại dương sâu nhất thế giới. Lần phun trào cuối của nó là vào năm 2009, đã được một phương tiện điều khiển từ xa quay phim lại. 1280m bên dưới, ta thấy cá mập trắng hùng dữ. Những kẻ săn mồi tối thượng này thích tận hưởng độ sâu như vậy. Thị lực của chúng khá kém, do điều hướng bằng mùi hương nên chúng không cần ánh sáng để săn mồi. Ta không thấy người, nhưng ta vẫn sẽ ăn thịt người nha. Ngoài ra, rùa lít, loại rùa lớn nhất trên thế giới cũng lặn ở độ sâu này.
Không biết có phải chúng làm thế để trêu chọc lũ cá mập trắng không nhỉ? Thấy những tấm lưới khổng lồ đó chứ? Đó là vì hiện ta đang ở độ sâu 1.500m, nơi phương pháp đánh bắt bẫy được dùng. Lưới ở đây được kéo dọc theo đáy đại dương, đánh bắt mọi thứ không may mắc phải. Tôi sẽ để bạn quyết định xem điều này có hại như thế nào đối với cuộc sống đại dương. Ở độ sâu 1.830m, nếu ở hẻm núi lớn, ta sẽ ngồi ở điểm thấp nhất và sâu nhất của nó. Hãy tưởng tượng tất cả các khe hở của nó chứa đầy nước và bạn sẽ có hình dung hoàn hảo về nó. Giờ nếu ta thực sự cẩn thận thì ở độ sâu 2.000m, ta sẽ có thể nhìn thấy cá rồng đen, sinh vật khủng khiếp sống ở phần tối sâu của đại dương. Và tin tôi đi, tốt hơn hết là bạn không nên ở đó. Nó trông giống như trong bộ phim kinh dị và tôi không bao giờ muốn nó lượn lờ gần mình. Ở độ sâu 2.250m, ta sẽ nói lời tạm biệt với cá nhà táng. Đây là điểm sâu nhất mà chúng có thể lặn và thành thật mà nói, chúng chẳng phải làm gì ở độ sâu như vậy cả. Hay chúng săn cá rồng đen hoặc bị săn? Không, sự khác biệt về kích thước là quá lớn. Cá nhà táng có thể dài tới 19m, khiến chúng trở thành loài cá voi có răng lớn nhất trên thế giới. Không có nhiều sinh vật có thể chống lại nó. Thật may tàu lặn của ta có đèn pha cực mạnh. Nếu không có nó, ta không thể nhìn thấy vẻ đẹp đáng kinh ngạc của các rạn san hô dưới sâu 3.000m. Chúng có thể được tìm thấy ở mọi đại dương, nhưng đáng tiếc là ta không thể thấy chúng nếu không có thiết bị lặn biển sâu đặc biệt. Được rồi, tiếp tục đi sâu hơn. Tới 3.700m, ta sẽ đạt độ sâu trung bình của đại dương thế giới. Từ giờ cuộc hành trình xuống đáy sâu thực sự bắt đầu. Ta đã vượt qua nó nên giờ là lúc để xuống Abyss. Ở độ sâu 4.500m, những con quái vật trong cơn ác mộng của bạn xuất hiện. Ví dụ như cá cần câu sẽ khiến bất cứ ai phải khiếp sợ. Hàm răng dài và khấp khểnh cùng u dài trên đầu để dụ con mồi khiến người dũng cảm nhất cũng phải khiếp sợ. Nhưng khủng khiếp hơn cả là sinh vật được mệnh danh là cá tham ăn. Con quái thú này giống lươn, có dạ dày rất co giãn và có thể nuốt chửng con mồi to gấp đôi nó. Nhìn xuống bên dưới và bạn sẽ thấy con tàu đắm sâu nhất từng được tìm thấy, SS Rio Grande ở Nam Đại Tây Dương, đã chìm vào năm 1941 và xuống sâu tới 5.760m. Không có gì ngạc nhiên khi mãi tận 55 năm sau nó mới được tìm thấy. Và giờ phần sâu tối nhất của đại dương bắt đầu. Ta đang lặn xuống rãnh Mariana. Chính thức thì nó bắt đầu từ độ sâu 6.000m. Đây là khu vực vừa ít được khám phá nhất, vừa hấp dẫn nhất đối với các nhà khoa học và nhà thám hiểm. Có gì ở đáy của nó? Chà, ta sắp được thấy rồi. Nhưng trong khi chưa đến đó, tôi sẽ cho bạn xem một thứ khác. Ví dụ đây là loài cá sâu nhất từng được tìm thấy. Cá ốc sống ở độ sâu 7.900m. Cơ thể của nó trong mờ nên bạn có thể nhìn thấy xuyên qua da nó. Chà, may mà ta chưa tắt đèn, vì sau cùng anh chàng nhỏ bé này đáng yêu một cách đáng ngạc nhiên đối với một sinh vật có thể chịu được áp lực như vậy. Đi xuống thấp và sâu hơn, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ loài cá hoặc động vật có xương sống nào vì áp lực ở đây quá lớn với chúng. Nhưng có tôm và các động vật không xương sống khác, chưa kể đến vi sinh vật sống được cả ở nơi sâu nhất của đại dương. Và phần đó là vực Challenger, đó là đáy của rãnh Mariana, sâu 10.927m. Đúng, ta đã đến tận cùng của trái đất rồi. Rất ít người đến được đây và có rất ít thông tin về nó. Nhưng các nhà khoa học sẽ không dừng lại và hy vọng ta sẽ sớm tìm ra bí mật mà độ sâu của đại dương chứa đựng.